Các bạn ơi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì nhà mình sẽ đi ăn món Nhật ở ngoài cửa hàng. Thì mình sẽ quay video để chia sẻ với các bạn xem là người Nhật bình thường là sẽ ăn cái gì nhá. Thì hôm nay nhà mình sẽ ăn những cái món truyền thống của Nhật. Và quán nhà mình ăn thì sẽ là quán Chibo. Thì nếu mà đến Nhật ý, thì mọi người tìm tên quán Chibo nó sẽ ra rất là nhiều cửa hàng. Cái quán này nó chuyên về bánh xèo của Nhật, là okonomiyaki đó, và còn nhiều món khác nữa. Thì các bạn xem video để biết coi là ẩm thực Nhật Bản có cái gì nhá. Đây là quán Chibo mọi người ạ. Chữ của nó là chữ này nhé, Chibo. Nếu mà mọi người tới Osaka, đi Osaka thì tìm quán Chibo này để ăn okonomiyaki nhé. Quán này rất là nổi tiếng luôn á. Và cái quán này cũng rất là ngon luôn. Đây là một quán Chibo ở gần nhà mình. Nó là một chuỗi các quán, kiểu như là một chuỗi quán luôn á, có nhiều chi nhánh. Đây đang mùa dịch cho nên là vào quán là phải khử trùng tay. Nhân viên hỏi là có dùng ghế cho em bé hay không. Nhân viên của quán mang trà với nước đây. Xin chào, ngồi lên ghế nhé. Lấy của con. Chào nghiên cứu. Nghiên cứu menu. Đây là cái chảo. Đây là cái chảo bằng để mà để đồ ăn nước mọi người. Món gì thì lát nữa, ít món ra thì mình sẽ cái chảo này nóng nên là người ta trải cho mình cái khăn ẩm ở đây này cho em bé nó không có với tay vào. パリパリ鉄板餃子が2つ。はい、以上で。はい。 Nhân viên đang lặp lại, xác nhận lại món ăn với mọi người. Hai. Đã xong màn, xong phần đặt món. Thì bây giờ sẽ ngồi chờ nhé. Mọi người ơi, món ăn ra rồi nhỉ? Thì món đầu tiên là món gyoza. Paripari gyoza. Cái quán Chibo này nó có cái món riêng, một cái món gyoza này nè. Thì có thể thấy, mọi người thấy bên ngoài nó là bánh tráng. Bánh tráng trong bên trong là thịt làm nhân, làm mình nhớ tới món bánh tráng nướng của Việt Nam mình á. Ăn rất là giòn luôn. Nên quay gần cho mọi người coi nhé. Nếu như mọi người mà tới quán Chibo này mà tới Osaka muốn ăn món Nhật ấy, thì nên đến quán Chibo nhé. Xong là quán Chibo này nè, nó có món gyoza này, paripari gyoza này rất là giòn. Bây giờ ăn thử nha. Giòn quá, nghe giòn tan trong miệng luôn. Mình rất là thích món này ấy, cho nên là đến quán này là sẽ gọi món này. Wow.
vất vả chưa? Vừa bé con vừa ăn. Mama. Đây là món yakisoba. Mì xào của Nhật ấy. Là yakisoba. Yakisoba là mì soba. Xào chung với lại bắp cải, rau bắp cải và hoặc là hải sản như mọi người. Và để trực tiếp vào trên cái chảo thẳng này. Lúc mình ăn thì mình sẽ cho thêm cái topping của nó. Cho ta xô lên xin hạp sắc kia đi tạm biệt mất cả. Chúng ta tuần nhịn. Ăn không được nghỉ luôn. Đây là các nori xanh, rong biển xanh, rất là xinh lắm. Rồi xong là katsu. Katsu cá nước cá ngừ bào sẽ rất là xinh. ありがとうございます。ちょっとここに置いてもらえますか? Đây là món Okonomiyaki đó mọi người. Thì bạn nhân viên bạn ấy đang vẽ hình. Thực ra là ăn món này là sẽ ăn với lại mayonnaise. Thì bạn vẽ hình Antaman, hình nhân vật hoạt hình Antaman. Bây giờ thì sẽ thêm cá ngừ bào lên trên nhé. Papa nori cho cả katsu. これも、そうか。うん、取ってますよ。入れてくれたらいいですよ。うん。じゃあマヨネーズ入れて。はい、 chạy đều mayonnaise lên mặt. Rồi sau đó mình sẽ cho cá ngừ bào lên trên. Nóng rất ngon, bây giờ mẹ sẽ cho thêm nhé. Sẽ còn cho thêm ăn nhé. Cho rong biển xanh lên trên nè. Xong là cá ngừ bào mỏng lép luôn, sẽ là cho lên trên. いいよ。混ぜない。そのまま食べる。あ、いいよ。このまま切るだけやから。はい、 sau đó là sẽ cắt ra từng phần ăn nhỏ rồi ăn nha. À, xin một lấy cái xẻng hả? Mẹ lấy cái xẻng cho nhé. Xin chào chú xíu nhé. まだまだちょっと食べたらいいよ。はい。これ4分の1でも。 Rồi, xin cho bị bỏng đâu. Có bị bỏng tay, bị bỏng đâu. Nguy hiểm nhỉ. Hồi cái tăm này không lấy được này. Rồi mẹ nhé. Ok đi. Này. Thịt chi mai tạm biệt đi. Thịt chi mai tạm biệt. Đây là thằng giấy. Ôi trời ơi. Đang còn rất là nóng mà ăn được hay ghê á. Ôi xí. Ngon hay không? Đồ ngon.
món okonomiyaki của Nhật Bản đó, dịch sang tiếng Việt nó là món bánh xèo, gọi là món bánh xèo kiểu Nhật ấy. Thì ăn nó là như thế này đó các bạn, là cắt nó ra rồi xong là ăn. Thì thật ra nó là okonomi bánh xèo á, thật ra là bên dưới là bắp cải, sau đó là bên trên nó là bắp cải. Món này là bắp cải trộn với bột bánh xèo của Nhật ấy. Rồi bên trên là phủ mì yakisoba, rồi bên trên nữa là trứng các loại với lại topping á. Thì rõ nhìn này, người Nhật có vẻ rất là thích bánh xèo á, bánh okonomiyaki luôn á. Thì hôm nay cái món này nhà mình đặt kêu á là món okonomiyaki bánh của vùng Hiroshima. Thì người Nhật nói là món này rất là ngon ấy, đặc sản của okonomiyaki của Nhật của vùng Hiroshima rất là ngon ấy. Các bạn tới Osaka để nhớ ăn món này nhá, okonomiyaki hoặc bánh chibo. Các bạn ơi, bánh okonomiyaki đó chồng mình thử trong vòng một nốt nhạc rồi, bây giờ còn có một chút xíu nữa nè, bây giờ mình sẽ ăn. Tại vì thật ra là mình gọi món yakisoba cơ, thì anh để lại cho mình chút xíu 1/4 của bánh như thế này đấy. Thì là mình quay gần cho các bạn coi nhé. Okonomiyaki này dưới là bột, sau đó là bắp cải này, sau là bên trên là có yakisoba, và bên trên cũng có là trứng với lại thịt hoặc là tôm trộn. Người ta làm hai cái ba cái lớp này nó không có được gắn vào nhau á. Sau là bên trên là sẽ phủ rong biển xanh rồi cá ngừ vào. Nếu như là người nào ăn món Nhật không quen thì chắc là sẽ thấy không có hợp miệng đâu, nhưng mà ăn quen rồi á thì thấy nó rất là ngon đấy. Video này mình vừa mới nói các bạn có okonomiyaki của Nhật Bản, hy vọng là đây sẽ là gợi ý của về món ăn của Nhật Bản khi mà các bạn tới Nhật chơi nha, hoặc là khi mà các bạn tới Osaka chơi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.